Here we go. Tới nơi rồi anh em à. Nay thì chia tay anh Hiên. Mẹ nào vào đây đi. Mẹ hả? Mẹ kìa. Ok. Mẹ ba tôi luôn kìa. Ok. Dạ. Chào cô. Chơi ngồi cho con. Nay lên Tâm chơi à. Có cái Tâm gì tập lại Bình Dương quá vậy? Tâm là hôm nay nhân dịp Tâm lấy vợ cho nên là mời có 6 bàn thôi. Lấy vợ mời 6 bàn xì xương chứ đúng không? Đúng rồi. Hôm nay đính hôn. Bà vợ đâu thì chưa biết. Thì cứ tổ chức trước đi. Nhiều quá. Vợ nhiều quá, vợ nhiều quá. Ông nội ơi, ba món hai vị đó. Món gì? Món thôi. Món gì nói chứ. Trăm mười trăm. Chị sĩ thông báo. Món này gọi là gì cô hả? À, hộp điều. Hộp điều lạp xưởng rồi đây. Hộp điều lạp xưởng. Còn này là đậu. Thịt đường tan. Thịt đường tan. Hay gọi vậy á. Chào các bạn. Chào. Hả? Mua câu à? Lấy thêm để uống thêm cho lấy thêm. Có bạn này làm chưa lại. Đang đi làm nó qua lát qua xong. Rồi dỗ cậu không có lại làm. Tâm chơi nè. Xong. Qua trong anh với em nói gì vậy? Đi chơi à, không có tiền. Sườn kinh đô. Để đi tiền. Có ba bạn. Thôi đồ. Có ba bạn. Ba bạn. Đi. 1, 2 nè, các bạn thứ ba bên kia kìa. Ăn từ bên kia, ăn qua tới bên này. Rồi, giờ vô cục điện luôn. Xét tàu luôn. Còn các bạn bên kia nó xíu nó chàng qua các bạn bên kia nó đẹp. Ăn thiệt siêu kỹ. Ăn thiệt kỹ lắm luôn á, 4 bàn thôi. Tắt nửa cái bàn, nửa cái giòn bàn thôi. Thầy tôi. Vô vô anh em ơi. Ta đã xa thân chân trời nào, lầm lỗi ngày nào làm sao lãng quên. Em có biết rằng lòng anh mãi luôn trao em. Như đã trôi xa.